Chào mọi người nha. Bữa nay thì Thuận vẫn tiếp tục đi thăm bãi sóc mọi người. Bữa nay là tới ngày đi thăm nữa rồi mọi người. Bữa nay cái điểm này thì mình thăm lần thứ 3 nha mọi người. Bữa nay thì mình tiếp tục đi thăm bãi sóc. Đây, giờ Thuận vừa tới cái bãi đầu tiên luôn mọi người. Hên sao nó không mắc bãi mọi người. Đây này, cái chỗ đầu tiên. Giờ Thuận vừa tới cái bãi đầu tiên này. Giờ Thuận leo lên cho mọi người coi luôn nha. Đây, cái bãi đầu tiên mọi người. Trời ơi, nó toàn là ăn phía ngoài không mọi người ơi. Nó lôi phía ngoài nó ăn không à. Nó không vô lòng mà sao nó lôi phía ngoài nó ăn nè mọi người. Mọi người coi nè. Hay là mình phải xoay ngược lại ta. Mọi người ơi, thôi cho nó thêm trái chuối nè mọi người. Nó mà đi cái đường kia vô là nó dính rồi. Còn nó đi cái đường này thì không dính. Cái đầu tiên móm nữa mọi người. Cái bãi này là mình thăm đợt này là đợt thứ 3 nha mọi người. Cỡ tầm mà đợt thứ 3 hoặc đợt thứ 4 là bắt đầu là mình dời mọi người. Nói chung bãi sóc thì mình cũng không nên bẫy một vị trí mà nhiều lần mọi người. Bẫy một vị trí cỡ 3-4 lần á là mình dời đi là vừa đẹp luôn. Thì bây giờ Thuận tới cái tiếp theo mọi người. Cái thứ nhất là móm rồi đó. Giờ cái tiếp theo bên phía bên này. Mà hy vọng là nó không mất. Đây mọi người, em hàng đầu tiên luôn nha mọi người. Đây nè. Hôm bữa cái chỗ này lần đầu tiên là dính con sóc bông. Lần thứ hai là dính con nhang mà có chữa mọi người, mình thả đi rồi. Bữa nay dính tiếp con nhang nữa. Bây giờ mình bắt xuống cho mọi người xem nha. Mọi người, em nhang đầu tiên nè. Con này không biết đực hay cái đây. Con này cũng đực nha mọi người. Hôm bữa là con cái rồi. Bữa nay dính con đực nè. Hôm bữa dính con cái là nó có bầu quá mọi người. Nên mình thả nó đi á. Bữa nay dính con đực. Thôi con này giờ chắc mình thả nó đi tiếp luôn. Mất công chồng nó mất rồi, nó buồn rồi. Nó sinh con ra không ai nuôi nữa. Thôi mình thả nó đi luôn mọi người. Mình treo vậy thôi chứ cái dòng này mình không có bắt mọi người. Giờ mình thả nó đi luôn mọi người. Nó đi luôn nha mọi người. Rồi, trời. Leo nhanh kinh khủng chưa? Leo lên tít tên ngọn cây rồi mọi người. Đó. Người thấy chưa? Leo nhanh ghê chưa? Cái này thì mình vẫn tiếp tục đặt ở đây nha mọi người. Đây, mình vẫn tiếp tục đặt ở chỗ đây nha mọi người. Lần sau mình sẽ dời đi. Lần này thì mình chưa dời chứ lần sau mình sẽ dời đi. Cái khu này nó cũng ít á. Rồi, mọi người theo chân Thuận đi tiếp nha. Quá mọi người, dài quá, khó đi quá. Rồi, cái này bữa nay cũng không dính luôn mọi người. Bữa hổm cũng không dính mà bữa nay cũng không dính mọi người. Bữa sau mà không dính nữa là mình dời cái này đi luôn nha mọi người. Cái này là cái ở điểm cũ đây. Còn mấy cái kia ở điểm mới. Trời ơi, không dính, trời sắp luôn rồi. Rồi, bây giờ mình lấy mấy cái chuối cũ này ra mọi người. Để mình bỏ cái chuối mới kia vô. Rồi mọi người theo chân Thuận đi tiếp nha. Đây mọi người ơi, em này cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà mình cũng chưa biết là con này đực hay là cái nữa mọi người. Bây giờ nó ở trong lòng. Bây giờ mình bắt xuống kia mình review luôn cho mọi người xem nha. Vừa leo lên tới cài muốn tắt thở luôn mọi người coi phía dưới. Cũng cao lắm đó, mọi người. Từ dưới lên đây chắc tầm cỡ 7-8 mét á. Rồi bây giờ mình tháo xuống kia rồi mình review luôn cho mọi người xem nha. Đẹp ghê. Mọi người ơi, cái bên này thì nó không dính mọi người. Nhưng mà nó lại có cức ở bên trong mọi người. Mọi người coi nè, nó dính cức đầy bên trong nè. Chả hiểu sao mà nó vô nó ăn được mà nó không sập ta. Ủa cái này cứng quá. Hàng chi. Mọi người coi nè. Nó bị tuột ra luôn rồi nè. Nhưng mà nó lại không sập nữa mới ghê chứ. Hàng chi, cái này hôm bữa giờ hết mồi. Nhưng mà nó không dính mọi người. Bữa giờ mình cũng không có kiểm tra. Bây giờ nó mới sập nè. Ui trời. Thôi bây giờ mình dời nó qua chỗ này mọi người. Giờ nó qua cái chỗ bằng đi, dễ dính hơn. Rồi mọi người. Thôi bây giờ mình bỏ mồi lại mọi người. Mọi người theo chân Thuận đi tiếp nha. Rồi đây mọi người ơi. Đây là em sóc bông đầu tiên của ngày hôm nay đây. Bây giờ mình bỏ chung vô đây để mình bắt ra nó ra nha mọi người. Chứ bây giờ mình bắt mà thò tay vô bắt là nó cắn lủng tay luôn á. Đây bây giờ mình bắt nó ra đây luôn nha mọi người. Bắt ra đây rồi mình bắt ra ngoài tay luôn cho mọi người xem cho nó rõ, cho nó hấp dẫn. Đây mọi người, to kìa.
con này mình cũng chưa biết con đực hay con cá nữa, để mình bắt ra luôn cho mọi người coi thử biết con đực hay con cá. Rồi giờ mình bắt nó ra nha. Bỏ vô lòng rồi mất công chạy loạn hết, mình không biết con nào để mình bắt luôn. Giờ mình bắt nó ra nè. Đây nha mọi người, giờ mình bắt con này ra nè. Mọi người thấy chưa, đây là con này nè. Chừng nó quào ghê quá mọi người. Dạ, đau quá. Dạ, dạ, dạ. Đây mọi người. À, mọi người, đây nè. Để coi con cái không được. Con này con cái mọi người. Con này con cái, trong kia thì một được một cái rồi, con này con cái nha mọi người, con này đẹp lắm. Mọi người nè, cái lông mượt cực đẹp luôn mọi người. Mọi người nhìn nè. Nó qua muốn tát tay rồi mọi người. Cắp tay luôn rồi nè. Wow, đau lắm. Đây là em thứ hai. Mình thăm 7 cái rồi. Đây là em thứ hai nha mọi người. Hồi nãy được một con nhang thì mình thả rồi. Trông là được con làm vốn cũng được. To, chà bá lửa luôn. Mọi người coi cái móng chân đó nè. Nó mà cào là mọi người hiểu rồi á. Trời ơi, nó dài, nó to, đẹp ghê mọi người. Mọi người coi nè. Trời ơi, nó wow, chảy máu rồi mọi người. Mọi người, trời ơi, tát tay rồi, tím máu luôn mọi người. Nè, nhìn nè. Con này con cái. Còn tơ luôn mọi người ơi, chưa đẻ lần nào đâu. Nếu mà đẻ là nó lò vú ra rồi. Mà con này chưa đẻ mọi người. Nè, nhìn nè, tát tay rồi nè. Đậu quá mọi người. Đẹp ghê. Lắng mướt rồi mọi người, nhìn nè. Lòng đuôi dài mà lắng mướt rồi. Đã ghê á, đẹp cực kỳ luôn. Rồi bây giờ mình bỏ chung vô đây luôn nha mọi người. Bỏ chung vô cho để nó cào đau quá. Rồi à. Rồi vô. Tổng cộng trong này là 3 con rồi mọi người. 2 con mình đem theo với lại 1 con mình mới bắt được nha mọi người. Là 3 con rồi á. Mọi người nhìn nè. Tay tay rồi. Ngon ngon ngon, nó cào rồi mọi người. Mình không có mang theo bao tay mọi người, mình bắt tay không mà. Nhìn nè. Đau cực kỳ luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình xử lý lại cái lòng này luôn nha mọi người. Mình đổ một cái lò xo để mình đặt lại luôn nha mọi người. Tới bãi tiếp theo rồi mình sẽ review tiếp luôn cho mọi người xem nha. Mọi người cùng theo chân Thuận đi tiếp nha. Bây giờ còn lại là 6 cái nữa mọi người. Mọi người theo chân Thuận đi nha. Mọi người ơi, trên cái sò này hôm bữa dính con mà bữa nay bị sập nhưng mà lại không dính mọi người. Giờ mình lên đó mình coi thử tình hình sao. Mọi người nhìn cái trái chuối nè, quả chà đậu chưa? Năng sạch trơn trái chuối, mình lôi xác ra rồi ngọn cái miệng luôn nè mọi người. Ui xà, không tin được luôn á. Trời ơi. May chứ không là dính nữa rồi mọi người. Đó mọi người thấy chưa, cái dấu răng năng kìa. Ui. Vứt luôn mọi người. Giờ mình cho nó trái chuối khác. Hy vọng là sau mình lên nó sẽ dính. Mọi người, cái trên cây bên kia là dính tiếp con sóc bông con nữa rồi mọi người. Rồi mọi người theo chân anh em, theo chân Thuận qua đó luôn nha mọi người. Ui, sóc bông con mọi người ơi. Về Thuận nó mới dễ. Rồi bây giờ mình qua cái cây đó nha mọi người.
đây 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 rồi mọi người ơi, đã chưa, nó kìa. Rồi giờ mình lên đó mình cho mọi người xem nha, review luôn cho mọi người xem. Mọi người ơi, đây là em thứ hai mọi người. Phía dưới, từ phía dưới mình nhìn lên đó mọi người, mình thấy nó nhỏ lắm, mà sao lên đây nhìn to khủng khiếp mọi người. Nhìn to ghê chưa? Ở dưới mình nhìn có thấy nó tí xíu à. Rồi lên đây thấy nó to đùng à. Rồi bây giờ mình tháo nó xuống bắt luôn cho mọi người xem nha. Đây là em thứ hai, thứ ba chứ. Hai sóc bông với lại một nhang rồi mọi người. Đây là em thứ ba. Giờ mình tháo nó xuống luôn cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người ơi, đây là em sóc bông thứ hai mọi người. 8 cái rồi, thầm 8 cái dính được hai con sóc bông. Phèo mọi người, cái lông nó bị trụi 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 mọi người. Do nó dính chuối nè, dính chuối cái bắt đầu của cái lông á, nó bị xít 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 lại mọi người, nó ngọt á. Nó dính nước lên này, cái lông nó dính chùm 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 lại nhìn nó xấu lắm mọi người. Do con này nó ăn không hết á, còn chuối nhiều quá. Đó mọi người thấy chưa? Rồi bây giờ mình bỏ chung vô đây luôn mọi người. Rồi bây giờ mình bắt chung ra vô trong trong này luôn mọi người. Trong này là ba con rồi, con này vô nữa là bốn con á. Ủa nó hơi chặt rồi mọi người. Mọi người có ba con mà nhìn nó nhiều không? Đó, cho mọi người coi cho nó rõ này mọi người. Chứ bây giờ mình không có bắt ra nữa, bây giờ không có cái bọc á để mình bắt riêng ra luôn cho mọi người xem. Con này không biết được cái đây. Con này con đực mọi người ơi. Là hồi nãy là được con cái, là bây giờ được con đực nữa, là hai con đực hai con cái rồi mọi người. Đúng vừa đẹp luôn. Dính như nó canh nó dính hay sao á, hai được hai cái nha mọi người. Con này đực nè. Rồi giờ mình cho nó vô bọc luôn mọi người. Vô đi em. Rồi. Nói chung là bắt ra thì nó cũng đơn giản lắm mọi người. Chỉ có bắt ra ngoài tay á, mà bắt tay không á nó mới khó thôi. Bắt ra tay không được, nó cắn nó cào đau quá mọi người. Bây giờ mọi người theo chân Thuận đi tiếp nha. Giờ mình đặt lại cái lồng này đã. Tạm thời mình để đồ lại mọi người. Giờ mình xuống mình thăm cái tiếp theo chỗ này. Cái này thì cách đây mà 3 hôm á là mình có thăm dính một con sóc bông con rồi mọi người. Bữa nay không biết có dính không nữa. Rồi, dính nữa rồi mọi người. Trời ơi sóc bông nữa mọi người. Ui sóc bông nhiều quá. Đây 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 đây, con này to lắm mọi người ơi. Trời ơi con này chà bá lửa luôn. Rồi giờ để mình bắt cho mọi người xem nha. Để mình bắt xuống luôn cho mọi người xem. Đây mọi người, hên đó là mình tới kịp trong cái lồng này, nó chóc ngược xuống mọi người, chóc ngược xuống là hai cái khuy này nè, nó trượt lên phía trên này nè, hai cái khuy này mà trượt lên phía trên này là con sóc nó tung ra được liền mọi người, sóc bông nó tung cực kỳ mạnh luôn mọi người. Con này to mọi người, biết lợp luôn nè, đẳng cấp, con này phải gấp đôi cái con hồi nãy mọi người. Trời nó to, to khiếp lắm mọi người. Rồi lên kia mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người ơi, chuối nhiều quá mọi người, chuối nhiều quá, cái lông nó rít nè, cái lông này là về phải tắm cho nó một cái nè. Ui con này to ghê mọi người, đẹp khủng khiếp luôn. Con này là con gì đây, con được hay con cái đây. Giờ mình không có bắt ra nữa nha mọi người, bắt ra giờ không có túi để bắt mọi người. Giờ mình nhốt chung vô luôn, mình đằng ra mình bắt, hồi nãy mình bắt nói con này con cái luôn mọi người, con cái mà to lắm. Con này phải tầm 4 lạng á mọi người, to lắm mọi người. Nhìn không biết cái lòng luôn nè mọi người, nặng lắm, nặng trịch luôn. Bây giờ mình bắt chung ra đây luôn nha mọi người.
5 con rồi mọi người. Quá là nhiều. Đã không mọi người. Rồi bây giờ mình xử lý là cái lồng này luôn nha mọi người. Rồi tới bãi tiếp theo mình review tiếp luôn cho mọi người xem. Cái này này nó cũng không dính luôn mọi người. Phía bên trong này mình còn hai cái cuối cùng nữa mọi người. Gai gì không hết ta. Hai cái này thì mình đặt nó cũng gần nhau lắm mọi người. Rồi rồi rồi, một cái dính rồi mọi người. Sóc bông nữa mọi người ơi. Trời ơi, đã cho con này to lắm mọi người. Cái phía dưới kia không biết dính không nữa. Cái phía dưới kia sập nhưng mà không dính mọi người. Cái dưới kia sập rồi mà không dính. Rồi bây giờ mình đem cái này ra ngoài kia mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Mọi người coi này to lắm mọi người. Trời ơi nó to. To khủng khiếp luôn á. Đã ghê. Rồi bây giờ mình ra mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Giờ cái dưới kia mình đem mình bỏ cho nó trái chuối mọi người. Đem xuống mình bỏ cho nó trái chuối phía dưới kia. Con này dữ quá mọi người ơi. Xém nữa là nó tung nó chạy rồi. Mọi người nhìn nè. Con này con cái con được ta. Con này con cái luôn mọi người ơi. Mọi người nhìn nó to cỡ này không. Nó hung lắm mọi người ơi. Như đang giữ con hay sao á. Hung lắm. Con cái. Không, con này là chưa đẻ đâu. Mình phải cầm hai cái chân sau nè mọi người. Không dám cầm phía trước luôn á. Cầm phía trước sợ nó ấy quá. Mọi người, đã mọi người. Nói chung là thành quả bữa nay cũng nhiều mọi người. Mình thăm tổng cộng là 14 cái nhưng mà mắc bắt một cái mọi người, là còn 13 cái. 13 cái là dính được 5 con sóc 4 con sóc bông mọi người. Phía trong bọc này hai con nữa là 6 con, tổng cộng là 6 con. Hai bữa mình thăm là 6 con, là hai con chết kia nữa là 8 con mọi người. Hai bữa thăm được 8 con mọi người. Mọi người nhìn này, to. Mình bóp mạnh là sợ nó chết, còn bóp nhẹ quá thì nó cắn. Mọi người nhìn nè, to. To như cái bắp tay luôn. Đã. Thôi mọi người, bây giờ mình cũng tranh thủ về đây mọi người. Trời cũng gần mưa rồi. Mù quá rồi. Đây mọi người. Trời nè. Trời mù đen luôn mọi người. Thôi mình tranh thủ mình về nha mọi người, chứ để trời nó mưa. Nói chung là một mình ở trên rẫy rồi thì nói chung nó cũng sợ mọi người. Đây mọi người, ngắm nó tí nè mọi người. To lắm mọi người, đẹp ghê. Chính vì mày đẹp quá nên tao mới bắt mày ra cho ông ta cho mày chung vô luôn rồi. Nha, nhìn cái đuôi nó nè mọi người. Thôi mọi người, thôi thùng tranh thủ về nha mọi người. Mọi người xem video nếu mà thấy hay nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ cho anh em tụi mình với nhau mọi người. Thôi bây giờ thùng về đây, bỏ chung vô thùng về nha mọi người. Bye mọi người nha.